Và mở đầu phần tin tức 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trên cả nước. Việt Nam mong muốn xây dựng nhà máy sản xuất vaccine COVID-19. Sáng ngày 1 tháng 6, Bộ Y tế đã phát đi thông tin về buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long với đại diện của chương trình COVAX Facility về việc cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam diễn ra tối ngày 31 tháng 5. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đã nhận được 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ chương trình COVAX Facility trong tổng số 38,9 triệu liều được COVAX thông báo tài trợ cho Việt Nam trong năm 2021. Việt Nam đang khẩn trương triển khai tiêm chủng cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và đảm bảo tiến độ an toàn và hiệu quả theo kế hoạch đã được COVAX thông qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng tình hình dịch tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn. Số trường hợp mắc bệnh ghi nhận cao trong các khu công nghiệp và tại cộng đồng, do đó việc cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là rất cần thiết tại thời điểm này. Việt Nam mong muốn COVAX Facility đẩy nhanh tiến độ cung ứng và bổ sung số lượng các loại vaccine cho Việt Nam. Việt Nam cũng mong muốn các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận và cung ứng vaccine phòng COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để chủ động nguồn vaccine cho người dân Việt Nam. Đồng thời cam kết với COVAX, Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong việc tham gia chuỗi chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và mong muốn được đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam sẽ đầu tư nhà máy và mong muốn được nhượng quyền sản xuất nhằm cung ứng vaccine cho COVAX và cho các nước. Thông tin tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD cho chương trình COVAX Facility. Việc ủng hộ này thể hiện sự đánh giá cao hiệu quả ứng phó với đại dịch COVID-19 của sáng kiến toàn cầu này và khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam tiếp tục tham gia mạnh mẽ trong chương trình COVAX Facility. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Bộ Y tế ghi nhận thêm 68 ca COVID-19 mới lây lan trong cộng đồng, trong đó Bắc Giang nhiều nhất với 48 ca. Trong 68 ca mắc mới thì riêng Bắc Giang là 48 ca và Hà Nội thêm 12 ca. Như vậy, tính đến trước 18 giờ chiều nay, Bộ Y tế công bố tổng cộng 129 ca COVID-19 trong nước. Tổng cộng từ ngày 27 tháng 4 cho đến lúc này, cả nước đã có 4.164 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hà Nội đã tăng lên 411 ca, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt lên ngang Đà Nẵng cùng có 157 ca. Hai tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang có số ca mắc lớn nhất. Bắc Giang đã có 2.209 ca sau khi ghi nhận thêm 92 ca ngày hôm nay. Bắc Ninh có 808 ca. Đến chiều nay, ngoài hơn 2.700 cán bộ nhân viên thuộc lực lượng tại chỗ ứng phó dịch COVID-19 tại Bắc Ninh và Bắc Giang, cả nước đã có thêm gần 30.000 cán bộ y tế, chuyên gia, học viên, sinh viên ngành y tế sẵn sàng tình nguyện tới đây để chống dịch. Theo nghiên cứu mới nhất của Bộ Y tế, độc lực của biến chủng SARS-CoV-2 mới khiến tỷ lệ người mắc có triệu chứng cao hơn so với các đợt dịch trước. Hiện các biểu hiện lâm sàng nặng và gây tử vong đang được tiếp tục đánh giá. Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7 biến chủng của virus corona. Trong đó, chủng B.1.6.1.7.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh là nguyên nhân xuất hiện số ca nhiễm cộng đồng lớn tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc. Thực tế, đánh giá đợt dịch lần thứ tư tại Việt Nam cho thấy tốc độ lây lan của biến chủng Ấn Độ rất nhanh, đặc biệt trong các môi trường kín, không khí kém, tập trung đông người như đám cưới, đám ma, quán karaoke, khu công nghiệp. Có những người mới tiếp xúc ca bệnh từ 1 đến 2 ngày đã có triệu chứng và đã có khả năng lây lan cho người khác. Về độc lực của biến chủng này, bước đầu cho thấy tỷ lệ mắc có triệu chứng cao hơn so với các đợt dịch trước. Song các biểu hiện lâm sàng nặng gây tử vong đang được tiếp tục đánh giá. Đặc biệt mới đây, cơ quan y tế vừa phát hiện một chủng mới có sự lai tạo giữa chủng Ấn Độ và chủng Anh. Chính xác là trên chủng Ấn Độ có những đột biến gen của chủng Anh. Đặc điểm của biến chủng này là lây lan nhanh và phát tán rộng trong không khí. Nồng độ virus trong dịch cổ họng tăng rất nhanh và phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh. Số ca mắc tăng rất nhanh và lan rộng trong thời gian ngắn. Như tại công ty Hosiden của Bắc Giang, trong số 4.800 công nhân thì đã có tới gần 1.000 người bị nhiễm. Đáng chú ý là vòng lây nhiễm của chủng virus này chỉ khoảng 1 cho đến 2 ngày, tức là sau 1 đến 2 ngày thì đã có một tầng F nữa bị nhiễm bệnh.
Và thưa quý vị, để tính đến trưa ngày 31 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã lấy mẫu hơn 151.000 người, trong đó thì có 2.722 F1 và gần 150.000 các diện tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm liên quan đến các ca COVID-19 trong cộng đồng. Hồ Chí Minh ghi nhận hai cụm dịch xuất hiện trong 5 ngày qua, chưa rõ nguồn lây. Trong đó, cụm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng lớn nhất từ trước đến nay, với 142 ca nhiễm tính đến sáng nay. Hiện có hơn 4.500 người đang cách ly tập trung, gần hơn 5.900 trường hợp đang cách ly tại nhà nơi lưu trú. Thành phố tiếp tục điều tra truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các khu vực liên quan ca nhiễm để đánh giá nguy cơ. Nhiều phường tại quận Gò Vấp, quận có trụ sở sinh hoạt của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng được triển khai lấy mẫu toàn bộ người dân. Song song với giãn cách xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng trên toàn thành phố với công suất lấy mẫu lên 50.000 mẫu đơn một ngày để truy vết COVID-19. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo trước hết là việc lấy mẫu tập trung vào những đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, những nơi liên quan đến hội viên của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ngoài ra, thì tất cả hơn 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng nay 31 tháng 5, Hà Nội ghi nhận thêm 27 ca mắc mới và đến trưa nay thì tiếp tục ghi nhận thêm 12 ca. Trong đó riêng trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô nằm ở Sơn Tây, Hà Nội hôm nay cũng đã ghi nhận tới 35 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2. Theo CDC Hà Nội, tại khu cách ly tập trung ở trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Sơn Tây Hà Nội, hiện đang có 927 người thuộc diện F1 đang cách ly tại đây. Do số ca F1 chuyển thành F0 tăng quá nhanh, nên thành phố đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Sáng nay, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống kiểm tra khu cách ly tập trung này và có các chỉ đạo kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo có thể xảy ra. Trong khi số ca COVID-19 cộng đồng tăng rất nhanh, thì nguy cơ mầm dịch từ ngoài vào vẫn tiềm ẩn với số ca mắc nhập cảnh được phát hiện hàng ngày. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định sẽ tạm dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 7 tháng 6 năm 2021. Và chúng tôi sẽ trở lại với những tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh ở phần cuối của bản tin. Tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đợt dịch COVID-19 thứ tư này, dịch đã bùng phát trên 33 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào khu công nghiệp. Các lực lượng ở tuyến đầu đang phải dốc sức và ngày đêm đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm với nỗ lực khống chế dịch tại nhiều ổ dịch trên cả nước. Hòa chung với tinh thần toàn dân chống dịch COVID-19, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát động kêu gọi quyên góp và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, khối cơ quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chung tay góp sức ủng hộ tinh thần, vật chất để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ quyên góp, người đứng đầu ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với những khó khăn mà dịch bệnh gây ra. Cái lòng trắc ẩn chúng ta mà phải làm một điều gì đó. Ở đây là không phải là nhiệm vụ của chúng ta, mà đó là bổn phận của chúng ta. Cái chuyện bổn phận nó còn đánh giá hơn cái chuyện trách nhiệm để chúng ta có một chương trình hành động một cách quyết liệt hơn để mà đồng hành với bà con. Và tôi mong muốn rằng ở hội trường này mỗi đồng chí có một cái sáng kiến gì đó thì gửi lại cho tôi bằng Zalo cũng được, bằng mail cũng được. Tổng số tiền quyên góp được là khoảng 320 triệu đồng. Số tiền này chủ yếu tập trung cho các nội dung, kinh phí mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị cho các bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, xác định người nông dân là đối tượng gặp khó khăn, tổn thất nhiều nhất trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, khi mà thu nhập của bà con nông dân ở vùng tâm dịch, Bắc Giang, Bắc Ninh, phụ thuộc vào mùa thu hoạch trái cây đang vào chính vụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có hành động cụ thể để khơi thông hàng hóa nông sản trong tâm điểm mùa dịch.
Việt Nam có nhiều loại nông sản xuất khẩu chủ lực có tính chất mùa vụ dễ gặp khó khăn và áp lực tiêu thụ khi mà vào mùa vụ thu hoạch, nhất là phải đối mặt với dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp khi mà một số địa phương đang phải giãn cách xã hội do tái bùng dịch lần thứ tư. Và để tháo gỡ cũng như khơi thông nối liền mạch tiêu thụ nông sản giữa bão dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết trong thời gian tới Bộ sẽ cùng với các địa phương vận hành cơ chế kết nối tạo các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định và chủ động để tránh ứ hàng hóa cục bộ, và đặc biệt là đối với tỉnh Bắc Giang, vùng trái cây lớn nhất nhì của miền Bắc và đang là tâm dịch của cả nước. Mùa vải thiều năm 2021 là mùa bội thu đối với Bắc Giang khi sản lượng lên tới 180.000 tấn, tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020. Vải thiều đang vào đợt thu hoạch, song Bắc Giang là một trong những địa phương đang chịu tác động mạnh nhất của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Trả lời phỏng vấn báo chí về các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản, người đứng đầu ngành nông nghiệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thiết lập ngay mô hình tiêu thụ nông sản vừa hiệu quả vừa an toàn với dịch bệnh. Ra thì chúng ta đang nói là khi chúng ta diễn biến đứng hôm nay thì chúng ta cũng chưa biết một tuần sau cái dịch bệnh như thế nào nữa mà. Thì chúng ta sẽ làm tốt nhất cái gì mà để mà chúng ta khơi thông được cái thị trường mà. Thì một số đồng chí thứ trưởng trong ngày nay mai sẽ đi ở các cái cửa khẩu phía Bắc. Tôi nghĩ rằng đây là trong lúc mà chúng ta cũng tổng lực ra quân, tình hình thì nó gấp bách, bà con thì cũng đang rất là nóng ruột. Và tôi nghĩ rằng đây là cái đòi hỏi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải có một cái lời giải mang tính chất nó dài hạn, nó bền vững hơn, là chúng ta cứ đợi đến mà khi mà nó dư thừa rồi thì chúng ta mới ra quân, thì nhiều khi nó muộn và giá trị nông sản nó đã xuống rồi. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn địa phương phải xác định được trách nhiệm không chỉ giúp cho bà con tiêu thụ nông sản mà cần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trên thực tế, thời gian qua, nhất là trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương, đơn vị, cá nhân trên cả nước đã có những hướng đi mới trong sản xuất và tiêu thụ nông sản khi dịch bệnh đang tái bùng phát trở lại. Vải Thanh Hà, Hải Dương hay hành tím Vĩnh Long đã có mặt trên sàn thương mại điện tử như Voso, Lazada. Với sự năng động, chủ động, bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0 đã là một bước ngoặt cho các địa phương thêm kênh tiêu thụ hiện đại, nhanh chóng đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Thiết lập cái chuyển đổi số để mà chúng ta nắm bắt được thông tin thị trường giữa các cái hợp tác xã với các cái đơn vị phân phối. Bộ sẽ là một cái xây dựng cái kho dữ liệu và sẽ cập nhật thường xuyên cho các hệ thống phân phối biết rằng ở tỉnh đó đang có sẽ chuẩn bị là thu hoạch cái lượng nông sản chừng ấy, để các cái hệ thống phân phối người ta cũng phải có tính chủ động trong việc mà kho bãi vận chuyển dân. Và chúng ta cũng sẽ thông qua bưu điện để mà vận chuyển nông sản theo cái phương thức mà vận chuyển từ gầm ruộng, từ vườn mà tới hệ thống phân phối thông qua bưu điện, thì tôi nghĩ rằng lúc đó chúng ta sẽ hạn chế cái rủi ro trong cái phòng chống COVID và nó kết nối nhanh hơn. Một cái khi mà chúng ta có đầy đủ những số liệu giữa cung với cầu, thì tôi nghĩ rằng lúc đó chúng ta sẽ hạn chế cái tình trạng mà chúng ta đang gặp phải như thế này. Trong dài hạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thiết lập thông tin hai chiều để cung cấp đầy đủ thông tin về sản lượng, thời điểm thu hoạch cho các đơn vị phân phối, không đợi đến khi thu hoạch mới thấy dư thừa hay thiếu. Bên cạnh đó, các địa phương sẽ đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng nông sản theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gap, Global Gap. Có như vậy, dù dịch bệnh xảy ra phức tạp, thì thực phẩm sạch vẫn có thể đến tay người tiêu dùng thông qua nhiều kênh bán hàng đa phương tiện như hiện nay.